chuyên mục chất lượng không khí trong tòa nhà cao văn phòng. Hôm nay tôi xin phép được giới thiệu với quý vị và các bạn số tiếp theo với chủ đề tác dụng của hệ thống thông gió. Hiện nay hầu hết các ngôi nhà ở các tòa nhà văn phòng, thương mại đều được xây dựng theo hình thức bít kín hoặc là xây dựng có cửa sổ nhưng hầu như không bao giờ được mở. Thậm chí với một số kiến trúc mới như hiện nay thì việc xây dựng bằng kính trong suốt với những viền cao su để tận dụng hiệu quả năng lượng ngày càng được phổ biến. Như vậy, để phục vụ cho nhu cầu làm mát cho phòng thay vì sử dụng gió tự nhiên thì nhiều người sử dụng điều hòa nhiệt độ. Thêm vào đó, nhiều người đều nghĩ rằng ngồi trong phòng điều hòa, tách biệt với môi trường ô nhiễm bụi bẩn bên ngoài thì sẽ an toàn hơn. Đây thực sự là một quan điểm sai lầm. Nếu không có một hệ thống thông gió tốt từ bên trong, chất lượng không khí trong phòng sẽ không đảm bảo và gây ra nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn khác. Trong một căn phòng kín, nếu không có hệ thống thông gió để luân chuyển không khí thì khi những người trong phòng thực hiện sự trao đổi khí sẽ dẫn đến tình trạng lượng CO2 tăng lên và khiến cho lượng oxy giảm đi. Việc các máy móc thiết bị hoạt động thường xuyên trong phòng kín còn là cơ hội để bụi bẩn, chất độc tụ lại bên trong. Hơn nữa, việc chúng ta bật máy lạnh liên tục trong phòng cũng khiến cho căn phòng luôn trong tình trạng độ ẩm cao, vốn là một môi trường lý tưởng để các loại nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Chính vì sống hoặc làm việc trong một không gian với những yếu tố như vậy sẽ khiến cho chúng ta luôn cảm thấy khó chịu và căng thẳng. Về lâu dài, điều này sẽ khiến cho nguy cơ mắc một số bệnh như đau mắt, viêm mũi dị ứng và các bệnh liên quan đến đường hô hấp, bị khô da, mắc các chứng bệnh về da khác. Ngoài ra, nếu trong một phòng tập thể có người nào đó bị cảm thì rất dễ lây sang cho người bên cạnh do việc trao đổi khí kém. Vì những lý do trên, nhiều người đang trở nên ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống thông gió và chất lượng không khí trong tòa nhà. Hãy lựa chọn cho văn phòng hoặc chính những ngôi nhà của bạn một hệ thống thông gió tốt. Đó chính là một giải pháp hiệu quả nhất để duy trì dưỡng khí trong lành, khử mùi hôi, khí độc, loại bỏ bụi và sự ẩm mốc bên trong. Tôi vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn về tác dụng của hệ thống thông gió. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.